Chào mừng các em đến với kênh học toán online Trong video hôm nay Chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách Và bài tập của môn toán lớp 5 Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 5 Bài 73 Luyện tập trung Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 Bài tập số 1 đặt tính rồi tính Phép tính thứ nhất là 216,72 Chia cho 4,2 Bằng bao nhiêu Đây là một phép chia một số thập phân cho một số thập phân Sau đó các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính như sau Để thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân Đầu tiên các em đếm phần thập phân của số chia Xem ở phần thập phân này có bao nhiêu chữ số Sau đó các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số Tiếp theo là các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia đi và các em thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Ở đây, ở phần thập phân của số chia, số chia tức là số 4,2. Ở phần thập phân của số 4,2 có một chữ số, do đó các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ nằm ở đằng sau chữ số 7. Tiếp theo là các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia đi. Bây giờ các em thực hiện phép chia

Các em lấy 67 chia cho 42 thì các em sẽ được một lần. Sau đó lấy 1 x 42 bằng 42 và lấy 67 trừ 42 bằng 25. Tiếp đến là vị trí của dấu phẩy. Các em sẽ viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Tiếp theo các em sẽ hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là hạ 2 xuống. Bây giờ các em thực hiện phép chia,

đây là phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Do đó các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Đầu tiên, các em sẽ đếm xem ở phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số. Sau đó các em sẽ thêm bấy nhiêu chữ số 0 vào bên phải của số bị chia. Tiếp theo là các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia đi và các em thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Ở đây ở phần tập phân của số chia là 2,5 có một chữ số. Sau đó các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải của số bị chia. Tiếp theo là các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia đi. Bây giờ các em thực hiện phép chia. 3150 chia cho 25. 3150 chia cho 25. Đầu tiên các em lấy 31 chia cho 25. Các em được một lần. Sau đó lấy 1 x 25 bằng 25 và lấy 31 trừ 25 bằng 6 viết 6 tiếp tục các em hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống tức là các em hạ 5 xuống bây giờ các em có 65 65 chia cho 25 thì các em được hai lần sau đó lấy 2 x 25 bằng 50 và lấy 65 trừ 50 bằng 15 viết 15 tiếp tục các em hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống tức là hạ 0 xuống

Các em cũng đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Số chia là 42, có hai chữ số, do đó các em cũng lấy hai chữ số bên số bị chia từ trái sang phải. Thì hai chữ số của số bị chia từ trái sang phải là 69. Các em lấy 69 chia cho 42, các em sẽ được một lần, sau đó lấy 1 x 42 bằng 42 và lấy 69 trừ đi 42 bằng 27, viết 27.

để tiếp tục phép chia thì các em sẽ viết dấu phải vào bên phải của thương. Sau đó thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Bây giờ các em sẽ có 210 chia cho 42. Thì các em sẽ được 5 lần, sau đó lấy 5 nhân với 42 bằng 210 và lấy 210 trừ đi 210 bằng 0. Như vậy 693 chia cho 42 bằng 16,5. Đây là phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà kết quả là một số thập phân. Tiếp theo các em thực hiện phép chia 77,04 chia cho 21,4. Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân, do đó các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Đầu tiên các em đếm xem ở phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số, sau đó các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Tiếp theo là các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia và các em sẽ thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Ở đây ở phần thập phân của số chia 21,4 có một chữ số. Do đó các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số. Lúc này dấu phẩy sẽ nằm ở đằng sau chữ số 0. Tiếp theo các em sẽ bỏ dấu phẩy của số chia đi. Bây giờ các em thực hiện phép chia một số thập phân chia cho một số tự nhiên. Ở đây là 770,4 chia cho 214. Đầu tiên các em sẽ chia phần nguyên trước. 770 chia cho 214. Ở đây 770 chia cho 214 các em được 3 lần, sau đó lấy 3 nhân 214 bằng 642. Tiếp theo các em lấy 770 trừ đi 642 bằng 128. Viết 128. Tiếp đến là vị trí dấu phẩy, các em sẽ viết dấu phẩy vào bên phải của thương và tiếp tục phép chia. Để tiếp tục phép chia, các em sẽ hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là hạ 4 xuống. Bây giờ các em có 1284

mở ngoặc 51,24 trừ đi 8,2 đóng ngoặc chia cho 26,9 và chia cho 5. Ở đây để thực hiện phép tính, các em coi như việc thực hiện phép tính này là việc tính giá trị của biểu thức. Biểu thức này có dấu ngoặc và có phép chia, phép trừ. Do đó các em sẽ thực hiện phép trừ ở bên trong dấu ngoặc trước, sau đó mới thực hiện phép chia ở bên ngoài dấu ngoặc sau. Đầu tiên các em lấy 51,24 trừ đi 8,2 bằng 43,04. Sau đó các em sẽ lấy 43,04 chia cho 26,9. Được kết quả bao nhiêu? Các em sẽ lấy kết quả đó chia cho 5. 43,04 chia 26,9 bằng 1,6. Sau đó các em lấy 1,6 chia cho 5 bằng 0,32. Tiếp theo sang câu B. Các em thực hiện phép tính 263,24 chia cho mở ngoặc 31,16 cộng với 34,65 đóng ngoặc trừ đi 0,71. Ở đây, để thực hiện phép tính này thì các em coi như tính giá trị của biểu thức. Biểu thức này có dấu ngoặc. Cho nên các em sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước tức là 263,24 các em giữ nguyên. Các em thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước, tức là các em lấy 31,16 cộng với 34,65 bằng 65,81. Tiếp theo là các em sẽ thực hiện phép chia 263,24 chia cho 65,81 bằng 4, sau đó các em sẽ lấy 4 trừ đi 0,71. 4 0.71 các em sẽ được kết quả bằng 3.29. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Mỗi bước chân của Hương dài 0.4 m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140 m? Ở đây để giải bài toán này thì các em sẽ so sánh 140m gấp mấy lần 0,4m Thì đó số lần gấp đó chính là số bước chân của Hương Cần để đi hết đoạn đường dài 140m Như vậy để đi hết đoạn đường dài 140m Hương phải bước số bước chân là các em lấy 140 Chia cho 0,4 140 chia cho 0,4 bằng 350 như vậy để đi hết đoạn đường dài 140 m Hương phải bước 350 bước chân do đó chúng ta sẽ có đáp số là 350 bước chân tiếp theo các em sang bài tập số 4 tính bằng hai cách trước khi làm bài tập số 4 thì các em cần phải nắm bắt được tính chất phân phối của phép chia đối với phép cộng và phép trừ Chúng ta sẽ có A chia C trừ đi B chia C sẽ bằng mở ngoặc A trừ B đóng ngoặc tất cả chia cho C Tiếp theo A chia cho C cộng với B chia cho C sẽ bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc chia cho C Câu A 0.96 chia cho 0.12 trừ đi 0.72 chia cho 0,12. Thì phép tính này có dạng a chia c trừ đi b chia c. Trong đó a là 0,96, b là 0,72 và c là 0,12. Thì như vậy, kết đầu tiên, các em sẽ thực hiện theo cách thứ nhất. Các em thực hiện theo cách tính thông thường là lấy 0,96 chia cho 0,12. Bằng 8 tiếp theo là 0,72 chia cho 0,12 bằng 6 và cuối cùng các em lấy 8 trừ 6 bằng 2 cách thứ hai là các em sẽ thực hiện theo cách a chia c trừ đi b chia c bằng mở ngoặc a trừ b đóng ngoặc chia cho c a là 0,96 b là 0,72 và c là 0,12 như vậy chúng ta sẽ có mở ngoặc

bằng mở ngoặc a cộng b đóng ngoặc chia cho c. Các em có thể viết ngược lại là mở ngoặc a cộng b đóng ngoặc chia cho c bằng a chia cho c cộng với b chia cho c. Tiếp theo các em sẽ làm câu b. Mở ngoặc 2,04 cộng với 3,4 đóng ngoặc chia cho 0,68. Đầu tiên các em sẽ làm theo cách thông thường là thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước tức là lấy 2,04 cộng với 3,4 bằng 5,44, sau đó lấy 5,44 chia cho 0,68 thì các em sẽ được kết quả bằng bằng 8. Sang cách thứ hai là các em sẽ thực hiện theo cách mở ngoặc a cộng b đóng ngoặc chia c bằng a chia cho c cộng với b chia cho c. Ở đây a là 2,04 B là 3,4 và C là 0,68. Như vậy, mở ngoặc 2,04 cộng với 3,4 đóng ngoặc chia cho 0,68 sẽ bằng A chia cho C tức là 2,04 chia cho 0,68 cộng với B chia cho C tức là cộng với 3,4 chia cho 0,68. Thì 2,04 chia cho 0,68 bằng 3. 3,4 chia cho 0,68 bằng 5. Như vậy cuối cùng các em sẽ lấy 3 cộng 5 bằng 8. Thì cách thứ hai các em cũng tính được kết quả bằng 8. Như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận các video mới nhất của kênh Học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.